dân tộc thiểu số chiếm 14,7% dân số cả nước và chỉ có 8% tốt nghiệp trung học phổ thông và 3% có bằng cao đẳng đại học. Tỷ lệ bỏ học ở dân tộc thiểu số cao gấp 3 lần so với cả nước, trong đó tỷ lệ trẻ em gái cao hơn gấp 2 lần trẻ em trai. Dẫn tới tỷ lệ kết hôn sớm của nữ giới, dân tộc thiểu số là 23,5%. Cái vùng quê của em thì rất là nghèo, đặc biệt thì người dân tộc thiểu số, mấy bạn thường không có được đi học, hoặc là học tới khoảng đến tiểu học, hoặc là tới trung học cơ sở thì mấy bạn sẽ nghĩ, sẽ lựa chọn một cái con đường khác cho mình, như là lên thành phố để tìm công việc của mình, hoặc là đi lấy chồng sớm, rồi đi lên nhà chồng. Khoảng 14-15 tuổi là sẽ bắt đầu đi lấy chồng theo sự sắp xếp của gia đình. Em được một cái sự rất là may mắn khi mà lớp 9 thì em may mắn được là một trong 50 bạn nữ sinh dân tộc được nhận học bổng mở đường đến tương lai của Quỹ Vietnam Capital và buổi học bổng vừa dính. Thì cái học bổng này không những tiếp sức cho tụi em về một chút mà còn là tinh thần để tụi em bước tiếp trên con đường học tập. Thì trong khoảng thời gian từ năm em lớp 9 đến hiện tại thì em đã nhận được 5 năm học bổng đến nay, không những nhận được về vật chất mà mỗi năm thì em còn được đi đến những vùng miền khác nhau. Em sinh ra ở vùng quê khá là nghèo và điều kiện ở đó cũng gọi là không được đầy đủ em các bạn. Về cơ hội học tập và phát triển bản thân cũng như được biết đến những thành phố lớn thì còn rất là nhiều hạn chế, đặc biệt là đạt đến ước mơ của mình thì các bạn nhỏ đó càng gặp nhiều khó khăn. Em thật sự may mắn khi mà được là thành viên của Vietnam Capital Foundation, là một phần của dự án mở đường đến tương lai, bởi vì học bổng đã giúp em rất là nhiều. Chính xác đó là 100% chi phí hỗ trợ, chi phí học về dụng cụ học tập ở năm cấp 3 là do chương trình, và 100% chi phí ăn ở và ăn uống ở bậc đại học là đều là do chương trình cấp cho. Khi nhận được học bổng từ Quỹ Mở Đường Đến Tương Lai từ tổ chức Vina Capital, các em gái đã được tham gia nhiều hoạt động bổ ích để học hỏi về kiến thức. Ngân hàng hạnh phúc, chìa khóa mở cửa đến tương lai. Hear me.